Anh thực sự không thể trốn chạy chính mình nữa em à. Anh Khoa, giờ anh đừng quyết định gì hết, em chờ được mà anh. Chính vì anh không muốn em chờ đợi cho nên anh trở về đây. Vì em, anh nghĩ chúng ta dừng lại đi. Anh không cần phải vì em, anh cứ suy nghĩ đi, chừng nào anh thông suốt mình làm lại từ đầu cũng được mà. Nhưng anh không thể. Anh biết rõ mình hơn ai hết. Nếu em sống với anh, em sẽ khổ cả một đời. Hãy tin anh đi, anh không muốn lừa dối em thêm một lần nào nữa. Có bao giờ em không tin anh đâu, lúc nào em cũng tin anh hết á. Cái điều mà em không muốn tin chính là cái điều này nè. Bây giờ anh nói đi, nếu anh quyết định như vậy, em phải đối mặt thế nào với mẹ em đây, còn họ hàng còn bạn bè nữa. Tại sao anh không nghĩ cho em á? Anh sẽ gặp họ, anh sẽ nói tất cả em à. Để làm cái gì? Anh muốn người ta thương hại em hả? Vậy thì em nói đi, anh làm cái gì đây? Làm gì hết, anh cũng đừng bỏ đi. Anh cứ làm những gì mà anh thích, anh cứ theo đuổi sự nghiệp mà anh mơ ước, anh cứ sống đúng bản thân của anh đi. Miễn sao anh cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Dân ơi, cảm ơn em nhiều lắm. Anh đã gây ra cho em quá nhiều đau khổ như vậy. Mà hay là anh sẽ ở bên em vài ba tháng, rồi mình sẽ nói với mọi người là mình chia tay nhau vì mình không hợp. Mọi người sẽ không dị nghị chúng ta đâu. Em làm được chứ? Sao cũng được, em có còn lựa chọn nào khác đâu. Hôm nay có người nhớ tôi hay sao mà hẹn tôi đi uống cà phê vậy ta? Dạo này công việc nhiều quá, rồi bận thi cử liên miên, cho nên vị không có thời gian gặp Tùng. Tùng đừng có buồn nha. À, hôm bữa vị hứa là vị tới nhà Quốc để đón Tùng, nhưng mà Tùng biết không, đang đi dọc đường á, tự nhiên có công chuyện đột xuất, cho nên vị không có rước Tùng được. Nếu mà vị không tới được á, thì vị cũng nên gọi điện thoại báo cho Tùng biết một tiếng chứ. Vị có biết là bữa đó Tùng đợi tới tối luôn không? Có chứ, tất nhiên là Vĩ có gọi điện thoại cho Tùng. Nhưng mà Tùng có biết không, ngặt cái là lúc đó điện thoại nó hết pin, sao gọi được cho Tùng. Với lại Vĩ cũng biết là Tùng có giỏi mà, ai đâu dám bắt cóc Tùng, đúng không? Vĩ không vô bưu điện gọi điện cho Tùng được à? Trời đất, muốn vô bưu điện gọi lắm, nhưng mà lúc đó đâu có bưu điện đâu. Kiếm điện thoại công cộng cũng có. Đồng ý là Tùng có giỏi, nhưng dù gì Tùng cũng là con gái. Đêm hôm đường xá vắng vẻ vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Thôi thôi thôi, được rồi, vị biết lỗi của mình rồi. Tùng cho vị xin lỗi nha. Hứa là không có lần sau nữa đâu. À, Tùng,
uống nước đi. Con gái uống nước cam á sẽ tốt cho cơ thể đó. Thôi mà đừng có giận nữa mà, uống nước đi, hạ quả đi nha. Tùng thấy dạo này hai đứa mình xa cách quá. Nhiều lúc Tùng có cảm giác là Tùng chưa hiểu được Vĩ. Giờ Vĩ cũng vậy, không hiểu gì về Tùng hết. Chắc là do Tùng đa cảm quá thôi, chứ có chuyện gì đâu. Mà thôi, Tùng đừng có suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung vậy ảnh hưởng đến tình cảm của tụi mình đó. Tùng thực sự không hiểu là mối quan hệ giữa Vĩ và cô Nga kia là như thế nào nữa. Vĩ chỉ đi giúp việc nhà thôi mà, sao có đêm không về là sao hả Vĩ? Tùng nói lung tung cái gì vậy? Hay là thằng Giang với thằng Bình nó đã nói gì về Vĩ? Vĩ bắt đầu đa nghi từ lúc nào vậy? Nếu như Vĩ không có gì thì mắc mớ gì phải sợ chứ. Tùng có biết là Tùng rất là quan trọng đối với Vĩ hay không? Tùng đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Những việc mà Vĩ đang làm, Vĩ đều lo cho tương lai của tụi mình sau khi tụi mình ra trường. Vậy mà Tùng không bao giờ hiểu cho Vĩ, mà lúc nào cũng nghĩ lung tung, nghĩ xấu về Vĩ. Tùng phải tin Vĩ chứ. Dạ, ngày mai làm bài test cuối cùng rồi, không lo học bài đi, làm gì vậy? Nghe nhạc hả? Ừ. Mày yên tâm đi, tao đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ hả, tao phải để đầu óc thanh thản để ngày mai còn làm bài tốt nữa chứ. Nè, đây, để làm đẹp cho, ngày mai đi thi cho tốt nha. Dạ. Mai, dạo này thấy chà khác thiệt á ha. Hình như là có gì đó phải không? Ê! Gì nữa? Cúc nói với mày kìa. Cúc, nói lại nó nghe coi. Cái gì vậy Cúc? Cúc nói là dạo này thấy Trà thay đổi nhiều hơn trước. Không có còn chán trường bi quan nữa. Nhất là vào những lúc sắp thi như vậy nè. Thì gì cũng biết nữa. Mà từ bữa mày đi về quê của đoàn á nha, tới bữa nay luôn tao thấy mày sao sao á. Khác lạ dễ sợ luôn, là một con người khác hẳn luôn. Yêu đời nhí nhảnh dễ thương hơn nữa chứ ta. Biết sao không? Người ta hay nói là người mà đang yêu á hay có những triệu chứng vậy lắm. Trời, triệu chứng mày làm ghê quá vậy Cúc ơi. Ê, mà nghe nói á, ông Đoàn lúc này cũng khác lắm á. Cường nói là Đoàn giống như mày vậy đó. Sao là sao? Thì yêu đời cũng không nghe suy nghĩ lung tung. Ủa vậy hả? Thì không? Vậy là tao cũng giúp được Đoàn rồi đó.